Ok, hello, chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn đến với channel Quang Linh Vlog của Sở Châu Phi. Video hôm nay là mình quay trở lại với là nhà bản xoa để mà giặt móng hàng rào cho chú Long làm. Hiện tại là trường học chú Long làm xong rồi thì bây giờ là di chuyển về nhà bản xoa để hỗ trợ bản xoa làm nhà theo kiểu phong cách Việt Nam nha các bạn. Đây. Thì trong vòng đâu đó là đến cũng được 3 tuần 2 tuần rồi thì cũng xây được phần thô lên ở trên cái cửa này xong rồi. Bây giờ giằng sắt để mà đổ dầm cửa luôn, đổ dầm xung quanh nhà luôn nha các bạn. Và cái cửa chính này của bản xoa ấy, mình sẽ không làm như nhà bếp tù, không làm 1 mét mà để thành đâu đó là 1m6, mở hai cánh, một cánh 80 phân, mở hai cánh nhà nó thoáng, nó rộng. Đây, bản xoa bây giờ cũng đi phủ hồ rồi, bản xoa bây giờ ajudanti rồi. Lối đi đây, từ nhà bàn xoa đấy đi xuống như này, đâm thẳng vào nhà vệ sinh ở đây. Đây, nhà vệ sinh ở đây. Và bên này là khu trồng trọt của gia đình bàn xoa. Đấy, khu trồng trọt ở đây. Để mà nói bây giờ lùi cái nhà này ra phía sau này thì bây giờ cái nhà vệ sinh nó không có. Nhà vệ sinh có lẽ là đặt phía trước thì nó hơi kỳ. Bây giờ phải dịch nhà lên để mà đặt nhà vệ sinh ở sau. Tại vì đất bàn xoa ấy, nó chỉ có cái đồ dài thôi. Còn cái bề ngang này, nó đủ một căn nhà thôi. Đây, đủ một căn nhà từ đấy về đây. Thừa đâu đó là bao nhiêu mét? Tầm đâu đó là 2 mét. 2 mét để mà lối đi thẳng xuống như thế này. Nhà vệ sinh các kiểu. Rồi bây giờ là rằng cho mọi người đào móng để mà xây hàng rào luôn. Mình sẽ xây hàng rào kiểu như ở trên nhà trường ấy các bạn, sẽ không xây bịt phía trước này. À, mà tất cả nhà ở đây nhá, đều được quy định là xây thụt từ mặt đường này vào tầm 4 mét thụt vào nhá. Chắc chắn là sau này sẽ mở đường, con đường này là sẽ mở. Và thấy cũng kéo điện và cũng có cột điện với gì rồi. Bây giờ chắc chắn nếu mà người ta đã quy định con đường này, tất cả những người nào mà xây nhà đều phải xây mặt bằng chung như này. Đây, cho mọi người xem luôn. Đây, tất cả nhà đều phải xây cái mặt bằng chung là thẳng hàng. Đấy, thụt từ ngoài đường này tầm đâu đó là 4 mét là bắt đầu mới vào nhà. Chắc chắn là sẽ mở con đường nhựa ở đây rồi, chắc chắn luôn. Thế thì sau này là bàn xoa này, bốn anh em team Ophi này với là bé tù rất là sướng, tại vì có mặt đường nhựa này, giá đất này với là giá nhà nó lên gấp mấy lần luôn. Đây, làm từ đây nhá, kéo từ đây hàng rào bắt đầu cua sang đây. Ôi đa Linh nhà nhá, Linh nhà bà đâu. Hai nhà cách nhau là phải có một cái lối đi tầm 1 mét như hôm kia bên hàng xóm và cũng như là bàn xoa đã đồng ý rồi. Đất này là đất đường, không phải đất của ai cả. Đất này để mà mở một lối đi cho người dân đi vào hẻm này, lỡ may đi vào trong ấy các bạn. Đấy, có nhiều nhà phía sau kìa. Các bạn thấy chưa? Có rất là nhiều nhà phía sau. Mà bây giờ phía trước này mà xây kiểu sát tường hàng xóm ấy thì không có để lối đi vào nhà người ta phía sau. Sau này là kiểu ai cũng sẽ xây rất là nhiều ở phía trước này thì bắt buộc là phải để một cái lối đi như này. Đây. Để mình định hình cái đất lại, rắc móng xây hàng rào luôn. Amara kim mày. Đây.
Đấy. Giờ ra đây, ra tận đây. Ui, đây. Ra tận đây này. Đấy, đối diện nhà hàng xóm này. Hàng rào này. Đấy, song song luôn. Đây, chạy thằng đá này. Thế tiếp này là cổng này. Bác Xoa. Bác Xoa về. À, ta ghi. Ấy xin mô rùi đó. Và một phần nữa, sau vở bạn Xoa là sẽ có một cái ốt ở đây nha các bạn. Một cái ốt ở đây này. Vừa đẹp luôn. Để hình dung lên đã, rồi tí rồi mình nói sau. Lại đây là phải vòng vào, đâm thẳng xuống như kia. Đây, thì như này luôn. Vẫn như bên kia. Vẫn để cách đâu đó là một mét. Xem mai à đi. À. Vậy tôi đủ. Hả? Bắt đây. Đất xiên, đất phía sau này xiên quá. Này, xiên nguệ ở bên này luôn. Dạ, bút xa là. Bút xa vai, để bôi phía xa là. Nhà vệ sinh trong này rất là đẹp luôn. Sạch sẽ. Tại mà một vấn đề nữa mình chưa giải thích cho tất cả mọi người. Khi mà xây nhà ấy, cho... người dân ở bên này đi, chứ không phải là anh em. Người dân bên này về cái nhà là thường thường xây rời ra, rời cái nhà vệ sinh ra. Thường Việt Nam thì Việt Nam mình ấy thì ưu tiên cái nhà vệ sinh ở trong phòng hay là ở trong nhà, đỡ phải đi lại mất công với bất tiện đấy các bạn. Nhưng ở bên này thì không. Bên này mà xây ở trong nhà, nhà vệ sinh trong nhà thì rất là bẩn. Tại vì một phần là người dân ở bên này vẫn chưa sạch sẽ được, kiểu vậy đấy, vẫn chưa sạch sẽ được mà làm nhà vệ sinh ở trong thì rất là bẩn. Vì thế mà anh em team Châu Phi xây nhà nào hay xây cho ai cũng thế, đều nói mọi người là xây ở ngoài, đi lại rồi lau dọn cho nó sạch sẽ. Ok, bây giờ là để nói chú Long đây, mặt sân phía trước của nhà bàn Xoa là từ cái dây đấy chảy về đây. Đây là một cái cổng cổng chính, cửa kéo nằm ở đây luôn. Đây, nằm ở đây. Đi vào sân rồi đi vào nhà luôn. Và phần bên này có một cái góc rất là rộng. Đây, phù hợp làm một cái ốt, một cái ốt nhỏ cho vợ bạn Xoa buôn bán ở đây. Đấy, quá đẹp luôn. Đây, các bạn thấy hình dung ra chưa? Từ đây này. Đấy, đừng có quá vào nhà. Từ đây. Chết chạy thẳng xuống đây. Đây, chạy thẳng xuống đây. Rồi dừng đây. Có một cái lối đi ra sau đấy. Và đoạn này đóng ngang như này. Là một cái ốt. Đấy, đâu đó cũng 20m². Là một cái ốt bán đồ lặt vặt. Bánh kẹo này, tạp hóa. Đấy, rất là đẹp luôn. Rồi trừ đi 2m. 2m ở đây. Đi vòng, đi ra đây. Vòng qua đây. Ra sau này. Nhà vệ sinh với là... trồng trọt phía sau rất là đẹp, hợp lý. Đấy, đất bàn Xoa mình chỉ có thiết kế được như thế thôi, không thiết kế được hơn nữa nha các bạn. Như bên nhà bé Tù là khá là rộng, dễ thiết kế, còn bên này đất thì
Nó chiều sâu là cũng sâu, mà bề ngang là nó rất là hẹp, bề ngang hẹp. Chỉ xây đủ cái nhà 10 mét với là dư 2 mét đường đi phía sau, đi ra phía sau. Kiểu chỉnh về bên đi tầm mét là được. Tại vì công muốn cho đối diện phong cách quá. Chỉnh sang bên này là đẹp nhất. Không, chỉnh sang bên đi. Bên nữa là có cái ột bàn hàng của vợ bàn xoa bên nữa. Là chủ yếu có chỉnh sang bên đi một tí thôi. Làm cái cửa kéo ấy, cửa mới như bên bẻ tú với chị ấy. Là đi vào đây, còn phía 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 này này. Phía này làm tròn cái mà lưới lưới như trường học ấy. Cái hàng rào trụ. Đấy, hàng rào trụ là sau hàn. Hàn khung sắt cho đẹp. Làm giống kiểu Việt Nam luôn, làm trụ đắp thảo chỉ cho giống Việt Nam. À bà nhà phải là bê số cá vai da mù rù. Ô mẹ tử đi, mang ra dù đàn tì à bà nhà cá vai mù rù chá. Cá vai mù rù. Để bôi đi, vai đề xa bọt à, vai đề xa bọt à. Cá vai mù rù. Dạ. Nhà vệ sinh với là sinh hoạt, các kiểu sau này giếng rồi là gì, rất là tuyệt vời. Phía trước là nhà ở với là kinh doanh. Ở phía sau là kiểu nhà vệ sinh rồi là trồng trọt các kiểu. Đấy, đấy mình định hình nhà bán xoa là như thế. Tất cả mọi người có xem có cái ý kiến gì góp ý cho bán xoa thì có thể là comment. Mình tiếp thu ý kiến và sẽ làm mọi cách những cái điều tốt nhất cho bán xoa ở căn nhà này. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ Quang Linh Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh Quang Linh Vlog Cuộc Sống Châu Phi nha, để ủng hộ anh em mình nha. Chào các bạn.